G7 kêu gọi tiếp tục điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc COVID-19. Riêng Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch và cho phép tiếp cận các phòng thí nghiệm của nước này để điều tra. Chúng tôi kêu gọi tiến hành một cuộc nghiên cứu giai đoạn 2 kịp thời, minh bạch, dựa trên cơ sở khoa học và do các chuyên gia lãnh đạo, bao gồm khuyến nghị trong báo cáo của các chuyên gia ở Trung Quốc, thông cáo của G7. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng hối thúc điều tra thêm về nguồn gốc của đại dịch. Ông Johnson nói rằng, dù đến hiện tại không có vẻ gì virus corona chủng mới gây bệnh COVID-19 là sản phẩm từ phòng thí nghiệm ở Trung Quốc, nhưng thế giới vẫn nên để ngỏ khả năng đó. Trong cuộc họp báo, sau cuộc họp với G7, Tổng thống Biden nói rằng ông hài lòng với thông điệp của G7. Theo ông, vẫn chưa có kết luận về nguồn gốc dịch COVID-19 và Trung Quốc cần phải minh bạch cho phép phương Tây tiếp cận các phòng thí nghiệm để điều tra. Trung Quốc ngày 14 tháng 6 đã lập tức phản bác chỉ trích G7 thao túng chính trị khi đề cập đến các vấn đề từ Tân Cương, Đài Loan, phong trào biểu tình dân chủ ở Hồng Kông cho đến nguồn gốc dịch COVID-19. Về nguồn gốc của dịch COVID-19, Đại sứ quán Trung Quốc lặp lại những tuyên bố trước đó rằng truy dấu dịch phải thực hiện trên cơ sở khoa học và không bị chính trị hóa. Trung Quốc đến nay vẫn bác bỏ giả thuyết rằng phòng thí nghiệm ở nước này tạo ra virus corona chủng mới.